xử lý rất hay đến từ Nguyễn Đặng Minh. Birdie thành công cho Nguyễn Đặng Minh. Rõ ràng là một cái tấn công anh Nam Giang ạ. Đúng như anh nhận đoán. Đó là một cái tấn công. Và quyết định của Nguyễn Anh Minh đã mang về lợi thế cho Buffer này. Rất xa của Hiroshitai. Một đường lai rất tốt. Phải nói rằng đó là một cú gạt tốt. Cú up dành cho Nguyễn Anh Minh. Không cần phải nói nhiều nữa. Quá hay. Một cú chip in thưa quý vị. Hòa hố. Ngoài không có sai lầm. Birdie. Và như vậy là tuyển thủ Myanmar bóng điểm rơi quả bóng sau cờ. Tuyệt vời. Bay. Go. Một tiếng hô rất to của anh Nguyễn. Quyết định công cờ. Nếu mà chúng ta nhìn thấy ở bảng xếp hạng hạt giống sau ngày thi đấu hôm qua thì rõ ràng nó đang phản ánh tương đối đúng. Việt Nam và Singapore chỉ tương đối là gần nhau. Cú approach tốt của tuyển thủ Myanmar. Như vậy là cặp đấu giữa Thái Lan và Campuchia đã chính thức kết thúc. Tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn kết quả cập nhật. Wirawis Napracha thắng Rihun Im 5-4. Asit Arifun thắng Van Seha Seng. Yes! Không thể có điểm số birdie. Có điểm chip in. Điểm birdie cho Nguyễn Anh Minh. Yes! Tuyệt vời. Chính xác dành cho Nguyễn Anh Minh. Động tác ăn mừng quen thuộc của nhà vô địch quốc gia 2022. Bạch có birdie trong không cách biệt. Đó là hai up game về Nguyễn Anh Minh. Một điểm birdie chính xác của Hiroshitai. Đây là câu trả lời của Nguyễn Anh Minh. Bóng backspin. Và xử lý đẳng cấp đến từ Nguyễn Anh Minh của chúng ta. Không có một sai sót nào. Như vậy Nguyễn Anh Minh đã mang về một điểm đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam tại thể thức thi đấu đồng đội trong ngày đấu tứ kết này. Một chiến thắng 2-1. Rất xuất sắc với điểm số birdie ở hồ số 17. Có điểm số birdie. Như vậy điểm số birdie này thì không cần Nguyễn Đặng Minh phải thực hiện pha đánh bóng nữa. Như vậy ở cặp đấu giữa một pha ít nữa có pha chip in của John Edwards.